0 giờ 45 phút, trong khi chương trình Hà Tĩnh chào năm mới 2024 kết thúc tại khu vực tổ chức sự kiện và dọc các tuyến đường của thành phố Hà Tĩnh như Phan Đình Phùng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thiếp xuất hiện lượng rác thải khá lớn như vỏ chai nhựa, túi ni lông. Để chia sẻ với công nhân công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh, 50 thành viên của hội yêu rác Hà Tĩnh đã bắt tay dọn dẹp vệ sinh môi trường. Em thấy cũng vất vả cho các anh chị lao công khi mà vừa 12 giờ đêm rồi mà vẫn phải quét dọn để cho phố phường được xanh sạch đẹp. Thì như em thấy là vừa rồi là cả một trời rác mà bây giờ là con đường rất là sạch sẽ, và cùng là mọi người muốn đưa đến cho thành phố Hà Tĩnh một con đường sạch sẽ trong một năm mới. Và em rất là mong là sau cái sự kiện này thì mọi người sẽ có ý thức hơn và mọi người biết bảo vệ môi trường hơn ạ. Em hy vọng là sẽ có thêm nhiều bạn trẻ sẽ cùng tham gia với cái hoạt động nhặt rác để làm cho môi trường xanh sạch đẹp và mang lại những cái đóng góp sức mình sức trẻ của mình cho những cái hoạt động tình nguyện tương tự sẽ làm cho môi trường của mình trở nên tốt đẹp hơn. Sau gần một tiếng đồng hồ, các thành viên của hội yêu rác Hà Tĩnh đã phối hợp với công nhân công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh tiến hành thu gom, tập kết các loại rác thải theo đúng quy định, trả lại không gian sạch đẹp cho quảng trường Thành Sen và dọc các tuyến đường phụ cận. Mang tên là hội yêu rác, nhưng mà bên cạnh đó thì chúng em cũng có những hoạt động khác, ví dụ như là đắp đường, trồng cây, nhặt rác. Và có đến những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, ví dụ như là 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, 27 tháng 7, 22 tháng 12 chẳng hạn, thì chúng em có những cái chương trình đền ơn đáp nghĩa như là dọn dẹp ở khu nghĩa trang, dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ. Thì chúng em cũng nhận thấy rằng là khi mà tỉnh của chúng ta tổ chức những cái hoạt động lớn như vậy thì chắc chắn không thể nào tránh khỏi được số lượng rác sẽ rất là nhiều, và cùng với mong muốn lan tỏa cái tinh thần bảo vệ môi trường cho tất cả mọi người để cho các cô bác lao công đỡ vất vả và đỡ cơ cực hơn, thì chúng em cũng mong muốn là góp cái sức nhỏ bé của mình, sức trẻ của mình để bảo vệ môi trường ạ. Thực hiện chỉ đạo của ban nhân dân thành phố thì sau chương trình chào đón năm mới thì công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh đã huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên để tham gia dọn dẹp công tác vệ sinh môi trường tại khu vực quảng trường và các tuyến đường lân cận để đảm bảo thành phố Hà Tĩnh sạch đẹp trong sáng ngày mùng 1 năm 2024. Ngoài lực lượng công của công ty thì còn cả cái lực lượng các đơn vị khác là tham gia dọn vệ sinh với công ty. Trong đó là có một số bạn trẻ của tình nguyện. Thì đối với công ty đã cảm ơn các nhóm này đã hỗ trợ công ty trong công tác vệ sinh môi trường. Sau gần 5 năm thành lập, hội yêu rác Hà Tĩnh thu hút gần 200 thành viên ở mọi lứa tuổi khác nhau tham gia. Hoạt động của hội trong những năm qua đã mang lại những tác động tích cực cho môi trường và cảnh quan đô thị. Và việc làm của các thành viên hội yêu rác Hà Tĩnh sau chương trình Hà Tĩnh chào năm mới 2024 kết thúc một lần nữa lan tỏa hành động đẹp, ý thức vì cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố Hà Tĩnh văn minh hiện đại.